huấn luyện viên Trucci, cầu thủ U23 Việt Nam còn vội vàng. Ông Philip Trucci đánh giá cao đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam và chỉ ra điểm yếu của học trò ở giải Doha U23 Cup diễn ra ở Qatar. U23 Iraq là đội bóng có chất lượng cao. Cả U23 Iraq và U23 UAE là đối thủ chất lượng giúp cầu thủ U23 Việt Nam có thêm kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới. Theo quan sát của tôi ở các buổi tập, cầu thủ thường xuyên đưa ra quyết định vội vàng, không giữ được bình tĩnh. Vì thế chất lượng xử lý mất đi. Giải này là cơ hội tốt để các cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt với nhiều nền bóng đá khác nhau. Đây là những đội bóng sở hữu phong cách thi đấu khác biệt, từ đó giúp cho các cầu thủ nhận biết được thiếu sót cần điều chỉnh, cải thiện thêm. Tôi kỳ vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn tư duy chơi bóng, triết lý tôi muốn truyền tải, ông Trucci nói trong cuộc họp báo. Huấn luyện viên người Pháp cũng rất vui khi có dịp trở lại Qatar. Ông nhắc việc mình từng dẫn dắt đội tuyển Qatar cách đây 20 năm. Ông hy vọng đội bóng U23 Việt Nam có kết quả tốt trên mảnh đất này. Ông không đặt nặng chiến thắng mà có mục tiêu riêng là hướng đến SEA Games và tương lai của lứa cầu thủ này. Tôi tập trung nhiều hơn vào việc quan sát các cầu thủ trong đội hình, xem họ làm được những gì theo yêu cầu của tôi trong suốt thời gian qua. Mục tiêu này là tiền đề để hướng tới cải thiện hơn ở những giải trong tương lai, ông nhấn mạnh. Huấn luyện viên sinh năm 1955 đánh giá, cầu thủ đã có những cải thiện đáng kể nhưng đó mới chỉ là qua tập luyện. Giữa tập luyện và thi đấu là rất khác biệt. Sắp tới chúng ta sẽ đối đầu những trận đấu thật sự và với đối thủ có thể tạo ra khó khăn cho các cầu thủ. Tôi rất kỳ vọng xem cầu thủ phản ứng thế nào trước biến số trong trận đấu thực tế, những điều tập luyện chưa phải đối mặt. Ông Trucci tiết lộ sẽ cho tất cả các cầu thủ thi đấu để vỡ ra bài học và ông sẽ làm việc tiếp để điều chỉnh và cải thiện dần dần. Ông thừa nhận mình nóng lòng xem các học trò chứng minh năng lực như thế nào trước trận đấu chính thức. Về việc chọn 5 đội trưởng, ông giải thích, tôi cần thêm thời gian đánh giá chính xác các cầu thủ, đặc biệt là về mặt thủ lĩnh, năng lực chỉ huy. Thời điểm này, bản thân tôi coi mình là đội trưởng ở đội. Cầu thủ phải thể hiện mình để tranh chấp vị trí, thể hiện ấn tượng trong sự quan sát của tôi. Về đấu pháp, quan điểm của ông là, đối với tôi, phòng ngự phản công chỉ là một phần của bóng đá. Chúng ta có thể áp dụng chiến thuật này nhưng tùy thuộc vào đối thủ. Hoàn cảnh trận đấu. Những trận ở cấp độ châu Á, khi chúng ta đối đầu đối thủ lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc thì có thể phỏng đoán chúng ta chỉ có thể kiểm soát bóng từ 30-40% trong thời gian thực tế và phải có đấu pháp phòng ngự phản công nhiều hơn. Với đối thủ cùng đẳng cấp, trong Đông Nam Á chẳng hạn, đương nhiên chúng ta được đánh giá mạnh hơn, có thể kiểm soát bóng vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Lúc đó triết lý của tôi muốn đội bóng áp dụng đó là kiểm soát bóng tốt, có nhịp chơi hợp lý, không nhất thiết lúc nào cũng phải tấn công nhanh mà có thể nhịp bóng nhanh chậm tùy hoàn cảnh. Làm thế nào không bị mất bóng một cách dễ dàng? Sau buổi họp báo, ông Trucci nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật. 21/3 là kỷ niệm tuổi 68 của nhà cầm quân có biệt danh Phù Thủy Trắng. Vào lúc 2:45 sáng ngày 23 tháng 3, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq trên sân Al Gharafa,